Hello cả nhà, hôm nay con Út sẽ làm món đậu hũ này kho với thịt kho nha. Đây là miếng đậu hũ nè cả nhà. Và bây giờ bắt đầu con Út sẽ cắt nha cả nhà. Đó, cắt đậu hũ này đặng để vô cái nồi, cái chảo thịt kho nè cả nhà yêu. Đó, con Út xin mời quý ông bà cô chú bác quý vị khán giả ăn cơm thịt với đậu hũ kho nè nha. Ngon á quý ông bà cô chú bác ơi. Đó, con Út xin mời cả nhà yêu ăn bữa cơm nha cả nhà. Bữa cơm này rất là ngon lắm. Mến chúc cả nhà yêu nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Cả nhà ơi, đậu hũ này chúng ta có thể nấu canh, hay là chúng ta kho với thịt, hay là chúng ta ăn với rau găm và muối. Đồ gì cũng đều ngon hết nha cả nhà. Cả nhà thấy có xuất sắc không? Con Út đang cắt nè cả nhà. Cắt vô, cả nhà thích ăn miếng bự thì cắt miếng bự, cả nhà muốn ăn miếng nhỏ thì cắt miếng nhỏ nha. Mến chúc cả nhà ăn ngon miệng nha cả nhà ơi.